Chào chị, quê chị ở đâu? Chị đã được các bác sĩ chẩn đoán là viêm ruột thừa cấp. Bệnh này cần phải được phẫu thuật cấp cứu chị ạ, để tránh những biến chứng nguy hiểm cho chị. Trước phẫu thuật, chị cứ yên tâm, tránh lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến kết quả của quá trình phẫu thuật. Sau đây thì em sẽ giới thiệu giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật của người bệnh. Nếu chị đồng ý phẫu thuật thì chị ký vào giấy cam kết cho em nhé. Chị ơi, đây là giấy cam kết chấp nhận phẫu thuật thủ thuật, chị có đồng ý không ạ? Sau đây, em sẽ đo dấu hiệu sinh tồn, sát khuẩn và băng vùng mổ cho chị nhé. Em đã hoàn thiện thủ tục hành chính và có đầy đủ kết quả xét nghiệm. Bây giờ em sẽ chuyển chị lên xe và đưa chị lên phòng mổ nhé.